bạn biết gì không? Cái cuộc sống mà của RV đó, giống như là đi nhà di chuyển á, hiện tại bây giờ người Việt của mình nó không có nhiều người làm như vậy. Nhưng mà cái cuộc sống này nếu mà bình thường thì thấy nó hơi phức tạp chút xíu, nhưng mà nếu mà mình trải nghiệm rồi á, nó rất là thú vị nha. Nếu mà cuộc sống bình thường nó quá vất vả và quá phức tạp đi và nhiều chi phí quá, thì các bạn có thể suy nghĩ lại. Nếu mà có một số vốn nhỏ nhỏ rồi á, hàng tháng á, mình có thể mình trải nghiệm cái cuộc sống này. Đối với người Việt á, thì họ không có nhiều người làm, nhưng mà đối với người Tây, người ta làm rất là nhiều lâu rồi. Có nghĩa là nhiều người, người ta trẻ, người ta làm một thời gian, cái người ta thấy cái cuộc sống nó cũng không, nó quá phức tạp đi, cho nên họ muốn một cái cuộc sống nó thư giãn hơn. Đang trên đường đi coi những cái nhà di chuyển, thì đến chút xíu nữa trên thuận đi coi nè, trên đường thuận tiện làm video cho mấy các bạn coi luôn. Xin chào các bạn, mình đang ở trước cái tiệm bán RV. Bây giờ mình vô trong cái nhà di động đó. Bây giờ mình vô trong mình coi nha, thưởng thức và khám phá những cái chiếc xe nhà di động, coi xem những cái chiếc xe đó như thế nào và giá cả ra sao. Các bạn vô khám phá cùng mình nhé. Bao gian nan lầm than, khó khăn thử thách cho ta lớn dần, vấp ngã không làm ta chùn chân, luôn mạnh mẽ đứng lên. Hả? Ô, qua thấy bự quá đi. Cái này nha, thấy nói đã lắm. Để coi xem sao. Vô trong đây coi. Giá cả coi sao? Mấy phòng? Wow, đẹp chưa? Oh my goodness, this is nice. Quá trời đẹp luôn, quá trời đẹp nè. Coi trên nhà nha. Coi nè. Trời ơi, giống như là một cái nhà sang trọng luôn á. Quá sang trọng luôn nè. 74.000 cái nhà này. Wow, yeah, có ceiling fan nè, có cái quạt nè, rồi có đủ thứ hết trơn á. 74.000 cũng được. Đây coi coi, cái này là giống như là phòng bếp nè, bếp nè, rồi nhà guest, phòng khách. Trời, sorry, nhiều khi tiếng Việt của Nancy quên hết trơn mấy cái từ đó. Tôi có chỗ ăn nè, có chỗ ăn rộng rãi. Ô, cái này rộng rãi nè, cái này đã đó. Ô, bây giờ master bedroom lên đây coi nè. Wow, quá chị đẹp nè. Wow, cái này ở là ngon luôn. Cái này ở là quá sang trọng đi. Đó, nè, quá sang trọng luôn. Rộng rãi sang trọng. 74.000 bạc đó, 74.000 cái xe này. Đây là phòng tắm, cũng rất là thuận tiện. Cái tủ lạnh đầy đủ luôn. Vậy hả, cái này đẹp, cái này rộng rãi hả? Trời ơi, bao kinh nghiệm sau nữa. Trời ơi, nè, bước vô nè, cái này là cái thứ hai nè. Quá trời bự luôn nè, có bếp nè, có cái nguyên một cái tủ lạnh lớn luôn. Rồi có lò sưởi nữa. Oh my gosh, nó lò sưởi nữa, rộng rãi chưa. Cái chỗ này là chỗ phòng khách. Rồi trên đây á, lên đây á là có phòng ngủ nè, phòng ngủ trên đây nè, rộng rãi chưa, thoải mái. Rồi đây là phòng tắm á. Cái này hả còn bự. Bự hơn là cái
bự hơn là ở trên trên mấy cái cruise đó, mấy cái du thuyền lớn. Đây là có cái kia. Ồ, cái phòng ngủ ở chỗ nữa kìa. Thôi để lên lên cực sao. Lên lên nha. Ây da nha. Đừng có bắn ra nha. Không có cái này á. Là chỗ ngủ của đứa nhỏ chắc cũng vui lắm á. Ở đây có thêm một cái bát hương nữa nè. Cái này nó có thể bỏ đồ xuống, bỏ nhiều xuống ngủ nè. Hoặc là đặt cái phòng, đặt cái phòng riêng biệt có ba cái gì nữa nè. Đang ngoài đây có chỗ thì sao? Cái này nhiêu tiền anh? À, cái này vẫn đang sale còn 107 nè. 107.000 cái chiếc xe này đó. Cái này nó đang đi theo là 7.000 mấy. 7.000 đang đi theo 114.000 thì phải. Ờ cái xe này là 114.000 mà bây giờ nó đang giảm xuống còn 107.000 cũng được. Nếu không có tiền là mua hết cả mấy chiếc công nhà này là khỏi cái phiền phức. Tại vì biết sao không? Nếu mà nhà thường á là phải đóng thuế, trả thuế đất. Nhưng mà còn cái này á chỉ có mua cái chỗ đậu thôi, không có cần phải thuế đất. Cho nên ờ đúng rồi cái này là hạ xuống thành quá trời thoải mái là còn cho hai family ở được, hai gia đình ở được, rộng rãi thoải mái lắm. Chắc là nữa hai gia đình này thì nó đơn giản hơn chút đỉnh. Là ngăn nắp. Rồi phòng bên đây là chắc là phòng ngủ nè, ngủ. Chắc cái này hơi rẻ đó. Thì nhỏ hơn mấy cái kia. Còn ở đây là phòng sinh. Cũng có mà nhỏ cũng có, cỡ nào cũng có hết. Còn cái này là cũng là vừa một cái xe, vừa một cái nhà di động luôn. Có nghĩa là cái này là gọi là xe và nhà di động. Xe và nhà di động mà lái xe ở đây xong rồi các em mệt đó, một người lái một người xuống đây ăn uống nấu nướng rồi cho hay là single cũng được. Nếu mà muốn khám phá mua chiếc xe thì chắc là một mình nó thì nó hơi buồn, cho nên phải có cặp á. Wow, cái này lớn quá ha. Oh my god, cái này là coi cho có outdoor luôn, bên đây là outdoor kitchen. Nó mở. Cái này cũng có cái xe luôn, có nghĩa là mình vừa mua xe và mua vừa cái nhà di động luôn thì cũng tiện đó. Mình hỏi thêm lấy cái xe của mình kéo theo. Chỗ bàn ăn nè,
thuận tiện. Có hai cái giường nhỏ cho hai đứa nhỏ nữa. Actually người lớn ngủ cũng được, nó vừa vặn. Và cái này đó là hai vợ chồng với hai đứa nhỏ ở cũng được nữa. Hoặc là còn cần nữa đó thì ngủ ở ngoài phòng khách cũng được. Đó, tạm thời. Mà lâu dài là hai vợ chồng với hai đứa nhỏ là vừa vặn. Canh bao nhiêu vậy anh? Không đẹp. Giá xăng quá mắc đi mà chạy cái này sao chịu nổi. Cái này thấy ngộ không, nhỏ gì đó. Ở cái này là chỉ có đi camping thôi. Cái này có giá là 31.781 đô đó. Cái này giống như là mình đi ngoại cảnh thôi chứ không có ở lâu được. Ở lâu cũng được nếu mà là single nha. Nếu mà muốn là single, nếu mà ở độc thân đó thì chỉ cần như vậy thôi. Nhỏ nhỏ như nè, có phòng tắm rồi có chỗ nấu bếp nấu ăn rồi ăn uống gì đó, vậy là đủ rồi. Kiểu này là giữ như vậy nè. Bông bé đặc biệt. Riêng biệt và cho hai đứa nhỏ. Cái này nó không có, nó không là outdoor kitchen nè. Ok, này là hai nè, đó cái này được nè. No, it's so interesting. Cái này là two bedroom nè. No, just the one bed. Không phòng hả? Ồ, cái này có ấy luôn. Thấy nhờ, thấy đây nó design kỳ không? Đó là chia sẻ của Nancy. Nếu các bạn thấy hay thì hãy đăng ký kênh của Nancy và cho Nancy một like. Và Nancy chúc các bạn ngày mới an lành và luôn luôn hạnh phúc.